Xin chào tất cả mọi người, mình là bạn An đây. Thì hôm nay không biết chú Lòng Dự Kỳ sẽ cho chúng ta món quà gì nữa. Bây giờ thì cũng xem nào. Wow, hôm nay chú Lòng Dự Kỳ cho chúng ta hình như là slime thì phải. Bây giờ mở ra xem thử. Wow, là một hộp slime. Cũng là hộp slime luôn. Đây cũng là hộp slime. Và đây là hộp tiếp tiếp. Bây giờ thì mình cùng chơi thôi nào. Đây là hộp slime của chúng ta. Bây giờ thì cùng mở ra nha. Wow, các bạn nhìn kiến trúc của nó là chơi rất là đã rồi. Nó có ánh ánh lên nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chơi thử nha. Các bạn có thể thấy là cái này nó có một cái màu ánh lên rất là đẹp luôn. Cái tiếng nó cực kỳ clicky luôn á. Và nó rất là thơm mùi rụng. Đây nó là màu hồng. Có ánh lên kim tuyến, xong rồi là có thêm những hạt cốm. Rất là đẹp luôn. Và mình chơi nó không có bị dính tay. Và cái màu của nó mình cực kỳ thích luôn. Cái màu rất là đẹp luôn, màu hồng. Cái này theo cái này mà khi mà mình coi trên mạng thì người ta làm theo kiểu là người ta để một cái hộp, một cái slime trong, xong rồi người ta sẽ bỏ bột cái màu này lên. Tiếp theo sau đó là nó sẽ ra được một cái màu rất là đẹp như vậy. Mình chỉ cần trộn lên thôi. Nhưng mà nếu như mà mình chơi cái này thì thường thường khi mà mình chơi xong thì cái này nó sẽ bị đục lại, và là sẽ không có được thấy những cái màu mà ánh lên như vậy nữa. Khi nào mà mình chơi xong mình để 2-3 ngày sau, nó sẽ quay trở lại cái màu cũ như rất là đẹp. Tiếng bóp nghe rất là đã luôn á các bạn. Nó còn có thể tạo được bong bóng. Bây giờ các bạn có thể thấy đó là cục slime của chúng ta nó bị đục lại. Nếu như các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ bị đục lại. Xong rồi nếu như mình để 2 ngày sau thì nó sẽ trở lại hình dạng của ban đầu. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi và theo kiểu giữ cho nó được một cái nét và lưu luôn đẹp thì các bạn chỉ được chơi nhẹ nhàng, nó sẽ có thể chứ không nó sẽ bị đục. Các bạn thấy không nè, nó bị đục lại, nó bị nổ bong bóng lên á. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua slime này và chúng ta sẽ tới slime tiếp theo nha. Và tiếp theo chính là slime gì đây, mở ra xem thử là biết thôi chứ sao. Wow, cái mùi của nó rất thơm, là thơm mùi theo kiểu như là mùi kem á.
Cái này nó là một thể loại cloud cream nên chơi nó rất là soft luôn, mình cực kỳ thích chơi dạng này. Nó giống như kiểu là butter slam á, chơi rất là đã luôn. Và đặc biệt là thơm, một cái mùi rất là thơm. Nó còn có những hạt cốm hình ngôi sao nè, rất là đẹp luôn. Mình rất là thích chơi slam này, rất là dẻo, rất là mịn luôn. Thôi chúng ta bỏ qua slam này đi. Rồi tiếp theo chính là gì đây? Wow, xin thử nha các bạn. À, đồ hộp slime rất là nhỏ, nhỏ xíu luôn á, cho một cái hộp nhỏ xíu. Rất là dễ thương, nó siêu clicky luôn. À, mà nhắc mới nhớ thì lúc nãy khi mà chiếc lòng dự kỳ cho mình được cái cục cho mình tất cả cái cục slime này thì mình nhớ trong đó nó có một hộp kim tuyến. Bây giờ thì mình sẽ lấy kim tuyến ra xài thử nha các bạn. Đây là kim tuyến, wow, này rất là nhiều luôn á. Wow, đây nè, đây là kim tuyến của chúng ta. Giờ thì mình đi chơi thử nha. Mình sẽ lấy cục slime này ra. Là chương trình cũng đã kết thúc rồi. Không biết thì vì sao chiếc lòng dịu kỳ sẽ cho chúng ta được món quà gì nữa ha. Nhưng mà các bạn hãy nhớ subscribe kênh channel của mình và nhớ comment nữa nha. Tới đây thì xin chào và hẹn gặp lại.